7:59 a.m. Chào em. Alo. Ai nhỉ? Ôi, nghe đồng tháng là giọng nhiệt thật thiệt đấy con gái ấy. Nghe là khác đấy. Nghỉ hả, nhà tao buồn tối rồi đây nè. Lúc nào trở dậy? Ok, sáng mai 9 giờ ra quán cô tuyết béo nào. Ok, thế nào. The next day. Tôi ở đây. Ok bạn, ra từ bao giờ rồi, nhanh thế. Chuyện ăn đi trước lưới lấy sau mà, các cụ bảo thế. Đang cầm xe thì thế, gớm, giờ lấy ra biển giáo sư phích. Sẽ về cụ Nguyễn ở chiều đây, không chỉ nói về thơ văn của cụ đâu mà còn nói rất kỹ về thân thế, sự nghiệp của cụ ý nữa. Như gì là nhà rỉnh quán, nó sẽ là đọc, thế cũng hay hay. Thế à, vừa hôm qua tôi xem trên TV của cuộc thi của sách tôi yêu. Đấy, hai chúng mình tham gia đi. Ok, ý tưởng hay, khéo do cuộc thi này anh em mình được giải, vừa giàu lại vừa nổi tiếng ấy chứ. Muộn quá rồi vậy. Còn giờ gì nữa, bắt đầu thôi. Ok, vậy chúng mình ra đến đâu, tôi cùng nhau bàn luận cuốn sách này đi. A few minutes later. Xin chào tất cả các bạn, tôi Đỗ Vĩ Lâm. Còn tôi là Nguyễn Thảo Việt Anh. Chúng tôi là học sinh lớp 8D, trường trung học cơ sở Đình Bảng. Đây là Đền Đô, nơi có phong cảnh hữu tình và linh thiêng nhất Bắc Ninh. Và nó cũng là một quần thể di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt. Ngồi nơi phong cảnh hữu tình như này thì một cuốn sách đọc và ngâm nghĩ thì còn gì bằng phải không? Lâm ơi, vậy cuốn sách này được sản xuất từ bao giờ và tác giả nào đấy? Gọi hay. Cuốn sách này mang tên Nguyễn Đình Chiểu, thân thế, sự nghiệp và tác phẩm, được khảo cứu và biên tập bởi ngòi bút của nhà nghiên cứu Thái Bạch, được xuất bản năm 2004 và số lượng không nhiều nên bây giờ được coi là hiếm đấy. Vậy à, để mình xem nào. Sách này của nhà xuất bản Thanh Hóa đấy, kích cỡ 13x19 như này mang đi đâu ngồi đọc cũng tiện. Để bạn xem này, ngoài trên mấy sách không có hoa lá cầu gì. Chỉ đơn giản là ý hình thầy đồ Nguyễn Đình Chiểu với tâm thế trầm tĩnh, áo the khăn xếp, luôn đau đáu một đôi niềm của nhân tình thế thái, lo cho phận anh hùng luôn long đong lận đận. Vậy tại sao nhà xuất bản lại để ba từ thân thế, sự nghiệp và tác phẩm cho nhân đề vậy? Theo tôi hiểu thì văn học là nhân học, văn chương nó xuất phát từ hiện thực cuộc đời và đi qua khối óc tinh tế để đến với trang lưu danh muôn thở. Thế nên khi chúng ta hiểu rõ được cuộc đời của ông thì cũng nên là bắt đầu một chiếc chìa khóa để mở ra một cánh cửa huyền bí. Ở đó là thế giới mênh mông, những giá trị nghệ thuật và nội dung. Uầy, nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Thế sự nghiệp thân thế của tiên sinh Nguyễn Đình Chiểu là sao? Cuốn sách này được có 3 phần, được chia làm 8 chương. Nguyễn Đình Chiểu sinh ngày 1 tháng 7 năm 1822 tại làng Tân Thới, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định, nay thuộc phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ông xuất thân trong một gia đình nhà nho. Trong người có cả những năm quan trọng đáng ghi trong cuộc đời của ông này. Đúng rồi, tôi thấy cuộc đời của ông rất éo le. Sau kỳ thi chưa đến, nhận được tin mẹ mất là phải lại vào lăng cư tang. Do sức khỏe kém mà lúc này phải thức khuya để học cùng với lòng thương mẹ nên ông đã khóc quá nhiều, thành ra bệnh đau mắt nặng không chữa được, rồi sau không nhìn được từ đó. Thông cảm sao với câu thơ éo le sau khéo đặt bày, chữ tài liền với chữ tai một phần. Bạn có biết đúng hẳn Nguyễn Đình Chiểu ra sao không? Theo tôi thấy thì gia phả hoàn đáng Nguyễn Đình thì không ghi chép, do đó mỗi khi nhắc đến ông thì người ta hình dung là một cụ già với hai mắt xem ngày cũng như đêm. Tiên sinh là một nhà nho nổi tiếng với cử chỉ khắc tốn, đến ai đã khâm phục lại phải càng khâm phục thêm. Tiên sinh là một người như vậy à? Đúng rồi, vậy bạn muốn biết ông đi sống ở thời đại nào không? Thời đại nào vậy?
nó sẽ được nhắc đến trong chương 2 của cuốn sách này, nói về thời đại của ông sống. Ngô Đình Chiểu sống ở đầu thế kỷ 19, thời còn giặc ở khắp nơi. Hàng năm nhân dân khổ sở, quân sĩ phải đi dặm nạn hết chỗ này đến chỗ kia, lại còn quan triều hưởng lạc bắt đầu nảy nở. Chính đó là những động cơ gây ra các cuộc tranh chấp ở trong nước, nhưng nhờ vào nghị lực và đạo đức, đặc biệt là thái độ, một đời gắn bó chiến đấu không mệt mỏi vì lẽ phải, vì lợi ích của nước, của dân. Ôi, nó khiến mình phải thán phục đó. Hỏi tiếp Lê Lâm, sự nghiệp văn chương của ông như thế nào vậy? Nó sẽ được nhắc đến trong chương 3 đó. Nguyễn Đình Chiểu là một người rất giỏi, ông thông tạo cả y, nho, lý, số. Tác phẩm của ông được viết và soạn bằng chữ nôm. Hồi còn chưa bị mù, người ta thường chú ý đến bài văn Phú Thảo Thứ Hình, tức Thầy Bất Chúa đấy. Ông để lại rất nhiều tác phẩm mang lặng lý tưởng đạo đức nhân nghĩa. Qua cuộc đời nhân vật Lục Văn Tiên và Kiều Nguyên Nga, tác giả đã ngợi ca tư tưởng nhân nghĩa, lên án bọn lừa thầy, phản bạn, lũ bất lương, đồng thời khẳng định trung, hiếu, tiết, hạnh là đạo lý cao đẹp, giống như câu trai thời trung, hiếu làm đầu, gái thời tiết hạnh là câu cho mình. Tôi từng đọc về những sáng tác lịch sử của ông Nguyễn Đình Chiểu. Trước đây ông từng là một nhà thi sĩ và có những bài thơ đường luật do ông sáng tác như Chạy Giặc, bài thơ ông Trương Công Định, bài ông Phan Công Tòng và một số bài khác. Đúng vậy, ngày nay chúng ta chỉ biết ba tác phẩm tiêu biểu như Lục Văn Tiên, Chuyện Kiều và một số tác phẩm khác, mà chưa quên đến những bài thơ đường luật đã làm nên một thời hoàng kim của ông. Nó được nêu ở chương 4 có tên Những sáng tác lịch sử. Ngoài ra ông còn tự sáng tác 37 bài văn tế. Như vài văn tế trên, chúng ta thấy được hàng ngàn anh dũng hy sinh, nào là lòng cao phẫn, nỗi thù giặc, hình ảnh chiến đấu gian khổ của đồng bào miền Nam cùng với nỗi trải lòng của tiên sinh đối với tình cảnh nước nhà. Nó đã phô diễn hình ảnh chiến đấu của nhân dân trong một giai đoạn lịch sử, đề cao điều đáng quý của dân tộc, vừa thúc đẩy xây dựng cũng như không quên phần đả phá phần tử suốt thời, hoạt động và vong bản. Sự nghiệp văn chương của Nguyễn Đình Chiểu quan trọng là ở những sáng tác lịch sử và tấm lòng cao quý của ông đối với quốc gia, dân tộc cũng như ở những bài thơ văn bất hủ đó. Oh my god, vậy ông đã đóng góp những gì cho kháng chiến vậy? Mặc dù ông không tham gia chiến trận như những bao anh hùng khác, nhưng không thể không ngồi yên để tập xương chiến nước nhà. Điều nói đến rất nhiều chương năm. Ông đã viết những bài văn chiều mang giá trị không nhỏ. Tôi còn được nghe nói ông giúp rất nhiều cho kế hoạch của Trương Công Định, thêm nữa lại giúp cho Phan Công Tòng khởi nghĩa ở Ba Chi và liên lạc với các đạo quân Cần Vương khác. Ngoài bút của Nguyễn Đình Chiểu chẳng những có giá trị trong văn học mà còn tác dụng rất lớn trong những trang sử viết bằng xương và máu của con cháu Lạc Hồng. Thật là tấm gương đáng để cho mọi người ngưỡng mộ. Nếu tiên sinh không bị mù hai con mắt thì con đường chiến công sẽ không dừng lại ở đó. Ông quả không phải là một người tầm thường. Vậy nếu xem tác giả Thái Bạch sẽ có những nhận xét gì về quan điểm của ông nhé? Những nhận xét này được tác giả nêu ở chương 6. Đầu tiên là tính cách bình dân khác với các nhà thơ khác ở cùng thời điểm, ít dùng đến những lời hoa mỹ, luôn chứa đựng một tính cách bình dân và nội dung văn bản đều có nội tâm là chính. So với một tác giả nổi tiếng thì văn chương của Nguyễn Đình Chiểu chỉ có cái đẹp và tinh thần, cổ vũ cho đạo đức, giữ tốt bỏ xấu. Tiếp đến là tính chất thời đại. Phải, nó đã tác động lên văn chương của ông còn có giá trị riêng về tính chất thời đại. Văn chương của ông để phục vụ, cần thiết cho những đòi hỏi của xã hội đương thời. Phần cuối là bối cảnh và kích thích tính. Một con người có tài ôm ấp một hoài bão lớn lao, nhưng trên bước đường gặp toàn éo le. Quan điểm của nhà tiên sinh là văn lúc nào cũng để phục vụ, còn bản thân gửi vào đó một liềm tâm sự, cho nên các nhân vật thường phản ánh lỗi liềm của ông. Thật là một nhà văn khổ cực phải không? Thật vậy, hiện thực thật quá là tàn khốc. Nhưng mà muốn biết thêm về nhà văn Nguyễn Đình Chiểu hay không? Có. Vậy nội dung chương 7 là gì? Đó chính là thứ bạn đang gặp tìm. Chương 7 mang tên Tư tưởng. Nguyễn Đình Chiểu là một nhà nho học thuần túy, luôn tin nơi trời đất, số mạng, nhưng không bao giờ hoàn toàn cho tạo hóa sinh hoa rồi sao rồi vậy, mà còn phải do chính sức lực của mình. Nó tóm lại tư tưởng có như một nhà no trong sạch theo đại lý thánh hiền. Đó là một phần hiểu rõ hơn về cuộc đời của ông rồi. Ồ, thế phần còn lại là gì vậy? Phần còn lại mình thấy bạn nên tìm hiểu thì sẽ hay hơn. Cũng như câu sẽ cố trăm lần xem chẩn chán, một mình ngẫm nghĩ một mình hay. Bạn phải liên tưởng các sự việc và tưởng tượng ra hình ảnh hiện ra trước mắt và suy nghĩ về bài học nhân sinh. Ồ, tớ hiểu rồi. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu sâu qua về cuốn sách đặc biệt của tớ. Vậy là video của chúng tôi đến đây kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho một like, một subscribe, và hãy chia sẻ và bình chọn cho tôi nha. Bye bye. Nghe anh ít nói nhiều rồi. No, anh nhớ đi. Đi. Có vẻ người ta ở đây hay không? Oh no! Vậy bọn mình hiểu rõ về nhà văn Nguyễn Đình Chiểu hay không? Có. Vậy hiện... Mày hứng phấn lên! Mày cứ có. Mày cứ có.